Vâng, Gánh Mẹ, một ca khúc của nhạc sĩ Quách Bim. Ca khúc này đã gây xúc động mạnh trong lòng công chúng. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Có lẽ vì truyền tải được thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng, thế nên là Gánh Mẹ đã trở thành nhạc phim trong tác phẩm Lật Mặt 4 Nhà Có Khách do nam ca sĩ, nhà sản xuất Lý Hải thực hiện. Thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện ông Trương Minh Nhật, người nhận là tác giả bài thơ mang tên là Gánh Mẹ, lên tiếng tố cáo nhạc sĩ Quách Bim đã sử dụng bài thơ của ông để phổ nhạc mà không xin phép. Sau đó ông đã tiếp tục kiện nhà sản xuất Lý Hải để đòi lại tác quyền bài thơ trong bản nhạc phim. Đó là mở màn cho một cuộc truy vấn và tranh chấp mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có hồi kết. Tháng 9 năm 2019, ông Trương Minh Nhật lên tiếng tố cáo nhạc sĩ Quách Bim phổ nhạc. Cũng trong thời gian này, trên trang Facebook cá nhân nhạc sĩ Quách Bim khẳng định bài hát do anh sáng tác và ký âm vào ngày 25 tháng 10 năm 2013 và được cục bản quyền tác giả cấp bản quyền trong cùng năm đó. Đến tháng 11 năm 2019, nhà thơ Trương Minh Nhật nộp đơn khởi kiện nhạc sĩ Quách Bim, tên thật là Đoàn Đông Đức, đòi quyền tác giả bài thơ, và kiện công ty Lý Hải Production, đơn vị sản xuất phim Lật Mặt 4, đòi bồi thường 4 tỷ đồng. Ba bên hãy ngồi lại với nhau trên tinh thần thượng tôn pháp luật để cho tòa giải quyết một cách nhanh chóng, công bằng và bình đẳng, làm rộng đường dư luận. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, buổi làm việc lần 3 liên quan đến tác quyền bài thơ Gánh Mẹ giữa nhà thơ Trương Minh Nhật, ca nhạc sĩ Quách Bim và công ty Lý Hải Production đã diễn ra. Ca sĩ Quách Bim tiếp tục vắng mặt không lý do. Phía nghệ sĩ Lý Hải sau 2 lần vắng mặt và nộp đơn xin hủy vụ kiện nhưng bị tòa bác bỏ, thì tại buổi làm việc lần này, đơn vị đổi luật sư đại diện xin tiếp cận lại vụ việc. Khi Quách Bim đề nghị Lý Hải là: anh ơi, đây là sáng tác của em, nó anh cái việc xài free đi, em đã cho biết bao nhiêu người sử dụng, là bỏ trên mạng này là mấy năm trời rồi, thì anh cái việc xài đi. Không, Lê Hải không lạm dụng cái tình cảm anh em như thế, và Lê Hải vẫn trả tiền cho Quách Bim đàng hoàng. Lúc họ ký hợp đồng mua bản quyền bài hát này từ nhạc sĩ Đoàn Đông Đức thì bài hát này chưa hề được đăng ký bản quyền, tức là bài hát này vào thời điểm đó cũng chỉ được bảo hộ theo cái cách thức đúng đắn của nó, tức là được bảo hộ kể từ khi nó được sáng tạo. Và vào cái thời điểm mua như vậy thì quyền của anh Đoàn Đông Đức và quyền của anh Trương Minh Nhật là như nhau. Đến thời điểm này, nhạc sĩ Quách Bim, người liên quan trực tiếp đến bài thơ Gánh Mẹ, vẫn chưa một lần xuất hiện và làm việc với các bên liên quan. Với tư cách của một bị đơn, sự bất hợp tác này đã và đang gây cản trở đến quá trình xử lý vụ việc, khiến nhiều vấn đề không thể giải quyết triệt để. Theo luật sở hữu trí tuệ thì tác phẩm dù đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả thì vẫn được bảo hộ như nhau. Thế nhưng mà khi có tranh chấp xảy ra, những cá nhân, những tổ chức cho rằng bị người khác xâm phạm bản quyền sẽ phải tự chứng minh là mình chính là tác giả. Việc tranh chấp này có thể được hạn chế triệt để ngay từ ban đầu nếu như mà cơ quan nhà nước có thể kiểm tra, thẩm định trước khi cấp bảo hộ quyền tác giả. Thế nhưng lỗ hổng đã xuất hiện ngay từ thời điểm đầu tiên này, khi mà việc đăng ký dường như chỉ trông chờ vào sự trung thực của người đăng ký. Ước tính mỗi ngày có khoảng 500 hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả trong cả nước. Dù có làm việc hết công suất thì cục bản quyền cũng khó mà rà soát thẩm định được một khối lượng hồ sơ đồ sộ như vậy. Trong quá trình xác minh, khi nhận hồ sơ xác minh như thế đó, thì chúng ta chưa có những cái quy định cụ thể về vấn đề rằng phải xác minh làm rõ những nội dung mà cái người nộp hồ sơ đó, người ta khai báo có đúng hay không đúng, mà hoàn toàn là dựa vào cái sự trung thực. Nếu như cấp cái giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho anh, thì sau này nếu như mà có tranh chấp thì đã có các quy định pháp luật khác điều chỉnh, thì như thế thì chúng tôi cho rằng là nó vẫn chưa có được kỹ càng. Bài thơ đầu. Chưa kể khi xảy ra tranh chấp, người bị xâm phạm bản quyền phải tự chứng minh mình là người khai sinh tác phẩm. Do đó với nhiều tác giả, việc đăng ký bản quyền chỉ mang tính chứng nhận đăng ký chứ không có nhiều giá trị. Nó không có cái giá trị mà pháp lý nào thật lớn, thật đủ với cái tầm vóc của nó. Giá như bên kia họ có những cái thao tác nào chuyên nghiệp hơn để có thể chứng nhận một cách nó sát thực hơn, thì cái tờ giấy chứng nhận bản quyền này là rất có giá trị. Còn hiện nay thì thấy là chưa. Khi việc đăng ký bản quyền còn chưa được coi trọng đúng mực sẽ dễ dẫn đến tình trạng mạo danh và xâm phạm quyền tác giả. Đến lúc đó, người chịu thiệt thòi vẫn là cha đẻ của đứa con tinh thần. Chuyện đồng tác giả không phải là hiếm trong các sản phẩm trí tuệ từ lĩnh vực xuất bản, báo chí, âm nhạc, văn chương, kịch nghệ, vân vân. Mà dễ hiểu nhất, dễ thấy nhất là ta có thể thấy đó là việc phổ nhạc cho thơ. Do đó mà những người làm sáng tạo cũng cần có những sự hiểu biết nhất định về quy định đồng tác giả, đồng sở hữu để có được những ứng xử đúng luật, nhất là khi có liên quan đến yếu tố thương mại. Vì anh thương em. Gần 2 năm trước, ca khúc Vô Cùng được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 150 triệu lượt nghe. Đó cũng là một trong số khá nhiều bài nhạc lấy lời thơ của tác giả đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Theo anh, với một tác phẩm có sự cộng hưởng bởi nhiều tác giả,
nhạc sĩ, thi sĩ thì cần thống nhất và cụ thể từ nội dung, ý tứ câu chữ cho đến quyền lợi được thụ hưởng của mỗi cá nhân. Họ sử dụng cụ thể bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu chữ, bao nhiêu ý, bao nhiêu tứ, thậm chí chỉ là một cái tứ. Nhưng cái xin phép đó nó khiến cho cả hai bên rất là dễ chịu. Mình giao thơ cho họ làm thì mình nhận bao nhiêu phần trăm, và nếu có tác quyền thì mình được nhận về bao nhiêu phần trăm cái tiền tác quyền đó. Khi chúng ta ngồi lại với nhau để bàn về hợp đồng thì chúng ta quên ngay cảm tính, và chúng ta hãy nói ngay với nhau từ đầu rằng là chúng ta thỏa thuận với nhau cái gì, để mà sau khi dù bài thơ nó không thu lợi nhuận, dù bài hát không thu lợi nhuận, thì chúng ta cũng rõ ràng với nhau về quyền hạn và trách nhiệm. Luật sở hữu trí tuệ quy định việc đăng ký bản quyền tác giả với tác phẩm chung như âm nhạc, truyện tranh, điện ảnh thì cần có tất cả các tác giả cùng lên đăng ký. Một ông nhạc sĩ, ông đưa lên bài nhạc, nhưng mà sau khi mà kiểm tra về thủ tục thì thấy có phần lời của cái bài nhạc đó, thì chúng tôi đều yêu cầu là phải hai người đều lên để đăng ký, vì tác phẩm đó là đồng tác giả. Bên cạnh đó, các tác giả cần quan tâm kỹ lưỡng hơn việc công bố rộng rãi hoặc đăng ký bản quyền tác phẩm, hành động hết sức cần thiết. Những cha đẻ của những đứa con tinh thần phải nhận thức rằng đây là sản phẩm trí tuệ của mình, là tài sản của mình, và tài sản này nó không nghiễm nhiên rằng anh có được và đương nhiên được bảo hộ, mà anh phải thông qua các quy định pháp luật. Nhìn ở một góc độ tích cực thì rõ ràng câu chuyện tác phẩm Gánh Mẹ cho thấy là ý thức tôn trọng tác quyền đang ngày càng được đề cao trong giới sáng tác và công chúng, nhất là khi tình trạng vi phạm bản quyền, coi chùa chép lậu vẫn còn đang phổ biến tại nước ta. Trong lúc chờ đợi chế tài xử phạt và quy trình thẩm định tốt hơn, người sáng tác cũng cần coi trọng sáng tạo của chính mình thông qua việc đăng ký bảo hộ sớm nhất có thể, cũng như là thực hiện đạo đức, sự trung thực khi làm nghề, tránh những sự vụ đáng tiếc xảy ra.